Dá uma. Tiết đấy, tiết rơi nó đóng thành đá như đá non này. Bãi triệt tiết trước khi vào đường lên cáp ở tỉnh Genma, Nhật Bản. Hôm nay là thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2016. Bãi trượt tuyết của chúng ta ngay ở phía sau lưng. Bây giờ chúng tôi đang đi ra ngoài xe để thay đồ và chuẩn bị bán trượt rồi tiếp tục. Đẹp chưa? Đẹp này không? Đẹp chưa? Bãi trượt tuyết ngay trước mặt. Đây, hôm nay chúng tôi đi bằng con xe này. Biển số đây. Đấy, biển Chiba Okotocho. Đây là khâu chuẩn bị của hai phóng to à. Đấy, đường cáp đỉnh bên trên núi rồi. Giờ hai anh em chúng tôi vào trong khu vực này để thuê đồ. Còn là hai đại ca này là dân gọi chuyên nghiệp rồi, đồ sẵn. Hành tám trượt tuyệt thích lắm.